Bộ Công an vừa có báo cáo Chính phủ đề nghị xây dựng luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đề xuất trình Quốc hội đưa dự thảo trên vào chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội khóa 14. Đáng chú ý, trong dự thảo luật có đề xuất mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm. Số điểm này sẽ trừ dần khi người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm luật. Theo quy định trong dự thảo luật bảo đảm an toàn giao thông, khi cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm bị phạt tiền và bị trừ điểm tương đương với lỗi ghi trên biên bản. Số điểm bị trừ đồng thời sẽ được cập nhật lên hệ thống dữ liệu bằng lái. Sau khi hết điểm, tài xế muốn cấp giấy phép lái xe mới buộc phải học và thi lại trong thời gian ít nhất 6 tháng kể từ ngày giấy phép lái xe cũ hết hiệu lực. Thưa quý vị, đề xuất trừ điểm trên giấy phép lái xe của Bộ Công an đang thu hút được sự quan tâm của người dân. Đặc biệt, nội dung trên được đề xuất trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đang trình Chính phủ cho ý kiến. Tuy có nhiều ý kiến đồng tình, nhưng cũng có nhiều ý kiến khác đang bày tỏ sự lo ngại bởi chồng chéo các luật, quy định về trật tự an toàn giao thông. Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cũng như chia sẻ về những băn khoăn của rất nhiều người dân. Cảm ơn ông đã nhận lời mời của Truyền hình Nhân dân. Mới đây, Bộ Công an vừa mới có báo cáo trình Chính phủ cho ý kiến dự thảo luật bảo đảm an toàn giao thông, trong đó có đề xuất mỗi một giấy phép lái xe có 12 điểm và người vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm trong hệ thống. Thì quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào ạ? Thì tôi nghĩ rằng là đây là những cái cố gắng của các cái cơ quan soạn thảo. Nhưng mà đứng về góc độ chuyên gia, góc độ của chuyên môn thì tôi có mấy cái suy nghĩ thế này. Trước hết mà cái giải pháp này cũng không phải là cái gì mới mẻ cả. Nó là chúng ta đã vận hành từ những năm 2003 về vấn đề đưa ra những cái chủ trương mà chúng ta triển khai đục lỗ ở trên giấy phép lái xe. Rồi là sau đó đã nhiều lần chúng ta đưa ra bàn thảo cái giải quyết về vấn đề cái lỗi cộng dồn đối với lại khi người lái xe vi phạm để chúng ta xử lý giấy phép lái xe của người ta. Nếu mà chúng ta áp dụng ngay mà chưa đủ cái điều kiện về thực tiễn và lý luận thì dẫn đến rất nhiều cái vấn đề bất cập. Và bất cập như thế thì nó mang tổn hại rất nhiều đến cái uy tín của các cơ quan chức năng đối với nhân dân và những tổn thất khác về mặt kinh tế và nhiều khía cạnh khác. Đấy. Trong đó tôi vẫn nhấn mạnh là nếu chúng ta đưa ra một giải pháp mới mà để làm mất uy tín là một cái mất mát lớn nhất mà chúng ta khó khôi phục lại. Theo ông, nếu đề xuất này được đưa vào áp dụng vào thực tế thì sẽ nảy sinh những vấn đề như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng thế này, tức là bản thân chúng ta đưa vào thực tế thì bản thân chúng ta bây giờ chúng ta đã có những cái hình phạt đối với người lái xe vi phạm giao thông rồi. Theo nghị định 100 của Chính phủ thì chúng ta đã phạt người vi phạm giao thông đấy, về thứ nhất là phạt tiền, mà cái mức phạt tiền chúng ta cũng đã khá cao rồi. Đấy. Đối với những người thu nhập thấp thì tôi nghĩ rằng rất khó có thể đáp ứng được rồi, phải vay công mượn nợ rồi. Thời gian chúng ta giấy phép này 24 tháng chứ không phải là 6 tháng như là cái đề xuất này. Vậy thì chúng ta đã có những cái giải pháp kiểm soát cái người lái xe để mà nâng cao ý thức thông qua là phạt tiền, thông qua và chúng ta khống chế người ta không được cầm vô lăng nữa, cao nhất đến 2 năm. Có nghĩa là chúng ta ngăn chặn rất kịp thời với những cái người có hành vi nguy hiểm. Vậy thì với cái điều kiện như thế chúng ta hoàn toàn là chỉ cần làm siết chặt, làm tốt cái công tác mà chúng ta xử lý vi phạm đối với những người vi phạm cái nghị định 100 hiện nay chúng ta đang làm là đã tốt lắm rồi. Vậy đâu là mấu chốt để bảo đảm an toàn giao thông và phải triển khai như thế nào? Tôi nghĩ rằng là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ấy thì chúng ta phải triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp. Đấy. Trong đó thì giải pháp chúng ta phải làm tốt cái công tác quản lý hạ tầng và giao thông. Làm thế nào chúng ta có hệ thống giao thông là chuẩn mực, an toàn. Cái thứ hai là liên quan đến phương tiện, chúng ta phải làm sao cho phương tiện an toàn. Đấy, cái đấy chúng ta đã làm cũng tương rất tốt rồi. Còn cái vấn đề thứ ba liên quan đến người điều khiển và người tham gia giao thông. Trong đó chuyên môn nghiệp vụ chúng ta tập trung giải quyết ở khâu đào tạo. Đặc biệt là chúng ta phải có những hình phạt để có thể uốn nắn những hành vi sai trái. Và trong đó thì tôi muốn nhấn mạnh là cái vấn đề chúng ta giải quyết ý thức của người điều khiển phương tiện là một nhân tố số một mà chúng ta cần tập trung giải quyết dứt điểm. Đấy. Và muốn làm tốt cái này chúng ta phải phạt nghiêm,
phạt nó không được để sót. Chúng ta phải có giải pháp, chúng ta ứng dụng công nghệ, chúng ta có thể dùng camera hoặc các cái giải pháp khác vân vân. Đấy, giải pháp công nghệ 4.0 chúng ta không thiếu những giải pháp để chúng ta có thể xử lý một cách là minh bạch và chuẩn mực. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta về công tác trật tự an toàn giao thông mà chúng ta làm giáo diết mà làm chuẩn như là Covid vừa rồi, tôi nghĩ rằng một năm đất nước chúng ta có thể vấn đề trật tự an toàn giao thông đã có thể là sáng sủa hơn rất nhiều mà chúng ta không đáng lo ngại. Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân.